Sơn Thành Đạt Trần xin kính chào các bác đam mê audio trên toàn quốc. Ngay dưới video clip này có một nút ấn đăng ký màu đỏ. Em Đạt Trần mời các bác đăng ký kênh bên em để theo dõi và cập nhật những báo giá sản phẩm, những audio bãi mới nhất mỗi ngày. Clip này em sẽ lên sóng và phối ghép cho các bác một combo đậm chất Mỹ nồi, cao loa JBL 4425, bát tai voi rất là khủng. Hôm nay thì em sẽ kết hợp với một chiếc âm ly Marzahn Esotech PM4, một cái dòng âm ly huyền thoại của hãng. Dòng này thì gần như đã thất truyền ở trên thị trường. Đấy, dòng Class A có cái chất âm tựa như âm ly đen. Đấy, toàn những cái món gọi là rất là ngon bổ rẻ. Và đầu đọc CD thì em sẽ kết hợp cho các bác đầu 1630G với phiên bản vàng gold và có hai cái hồi gỗ hai bên rất là đẹp. Đấy. Okay, những cái món sản phẩm này thì toàn những hàng tuyển chọn rất là đẹp, không tì vết luôn. Em xin nói về cặp loa trước. Cặp loa này thì sản xuất vào những năm 1985 và tái bản rất là nhiều lần đến năm 1998. Đây thưa các bác, nó tái bản tới 4 lần, một cái cặp loa cực kỳ là thành công của hãng. Đấy, và cái số lượng bán ra rất là nhiều. Đấy, với cái cấu hình của nó thì hai đường tiếng rất là khủng. Bát của em nó là bát đường kính 30. Đấy, bát đường kính 30 sử dụng củ 2214H. Đấy. Và loa mid chép kèn thì có cái mã là 2416H và củ họng kèn là 2342. Đấy. Cặp loa này thì thiết kế với dạng thùng vỏ gỗ lạng rất là đẹp. Kích thước tổng thể của thùng là cao 63,5, rộng là 41 và sâu là 38 cm, với cái cân nặng là 26 kg trong một thùng. Đấy. Trở kháng là 8 ohm, độ nhạy là 91 dB và công suất của nó và công suất maximum lên tới 200W trong một thùng loa. Đấy, rất là khủng luôn. Hôm nay thì các bác nghe đa năng luôn các bác nhé. Em đang đây là e căng vải màu xanh rất là đẹp. E căng lắp thì nó chỉ che phần bát thôi, còn cái phần kèn thì lúc nào nó cũng hở ra, trông rất là hầm hố. Đây các bác xem, thùng vỏ rất là đẹp. Đấy, xuất sắc luôn. Đấy, thùng vách rồi góc cạnh của cái cặp 4425 này tuyệt vời luôn. Đây các bác nhìn cái kèn tai voi vĩ đại chưa. Đấy, cái kèn tai voi có hai vi tính chỉnh, dòng này là dòng monitor, dòng studio monitor cho chất âm cực kỳ là tốt. Và cái loa bát này đường kính là 30 củ đúc. Củ này thì giống trên là 100T và khá là nhiều các đời loa khác. Đây, gông kìa còn sáng choang. Và cặp này thì đẹp lõn là luôn các bác nhé. Đây ạ. À, xuất sắc luôn. Quá là nét. Đấy, cặp này thì xuất sắc luôn. Các bác. Cái kèn này thì cực kỳ là gấu. Kèn này dùng chung trên cả 4430 và 4435. Đều dùng cái kèn này các bác nhé. Đây, cái vỏ của nó rất là đẹp. Tiếng loa thì mộng mị, không một gợn vết. Thủng vỏ đẹp xuất sắc luôn. Đấy, đằng sau thì cắm cặp bắp chuối các bác nhé, cặp zin. Đấy. Hôm nay thì em ghép với em PM4 Esotech đây. Các bác thấy không ạ? Đấy, một con âm ly quá đẹp, có một cái thiết kế rất là độc đáo. Con này các bác thấy nó khác lạ chưa? Esotech. Đấy. Mặt vàng gold, đấy, nó chỉ có một nửa này, còn một nửa này là tản nhiệt, đấy. Làm giống như âm ly đèn, cái này đã rất là nóng đây này, đấy, chạy một tí là rất là nóng vì nó tỏa nhiệt ra đây. Âm ly Class A, đấy, Marzahn, đấy, logo rất là to, mặt vàng gold các bác nhé. Đánh được hai cặp loa A12 này, đấy, chỉnh bát chép này, có chỉnh tông này, cắt tông này, rồi nhiều cái chế độ khác, đấy, có lao lớt này, có Class A. Hôm nay em sẽ test thì em sẽ tắt cái lao lớt, đây là bật lao lớt này. Đấy, và em sẽ tắt lao lớt đi này để cho các bác nghe mộc luôn. Và bát chép này em sẽ để ở vị trí chính giữa này. Đấy, để cho các bác nghe. Đấy, còn cái đầu đọc này thì là con 1630G rất là đẹp, mặt mũi không một vết chày, hai hồi gỗ ở hai bên rất là sang trọng. Đấy, hai hồi gỗ này. Đấy, con này thì mở ở đây ra này, có cả khay cửa ben, giá thì rất là rẻ. Đấy, con này thì có cả khiển cho to nhỏ được. Thì cái bộ ba món sản phẩm này như sau. Cái đầu đọc này để cho các bác cái giá là 6.300.000 đồng thôi, tặng kèm điều khiển. Còn âm ly này là 13.500.000.
và cặp loa là 33.500. Bộ rất là hợp lý cho các bác chơi. Cặp loa thì chất rồi và em ghép với những cái món đồ gọi là tối ưu, ngon bổ rẻ cho các bác. Ngon bổ rẻ thì em sẽ cộng lại như xem như sao. Cái cặp loa là 33.500. Cái âm ly là 13.500 và cái đầu đọc là 6.300. Chọn bộ chỉ có hơn 50 triệu thôi. Bây giờ em sẽ test nha và mời các bác chúng ta cùng nghe. Các bác nhớ đeo tai phone và để chúng ta cùng cảm nhận chất âm của bộ phối ghép này. Mọi nhu cầu mua sắm thì các bác hãy alo trực tiếp cho em. Shop 3 có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em giao hàng toàn quốc. Giá em báo sản phẩm không bao gồm ship. Làm sao đây để em mong suốt cả ngày nên buồn làm em cứ hỏi lòng tại sao mỗi lúc gặp nhau thì anh nói chuyện đường dài đêm trở về em khóc thầm trong bàn tay trắng đành để buồn cho em có đòi hỏi gì đâu đã biết rằng anh bàn tay trắng đi vào đời em chỉ cần hai đứa mình yêu nhau có anh bên em sẽ đẹp tim rất là tuyệt vời. Cặp loa bát tai voi thể hiện cái tiếng nó mềm, nó sâu, phần trung âm lồng lộng và giải tép rất là tơi. Cặp này các bác nghe bolero, nhạc nhẹ hoặc là các cái thể loại nhạc khác đều thể hiện rất là tốt. Đấy, 33.500 và các bác lưu ý là cặp này là phải đem hàng tuyển rất là đẹp. Đấy, hàng tuyển rất là đẹp chứ không phải là trung bình đâu. Đấy, xuất sắc luôn. 33.500 cho cặp loa này và đánh với cặp ly P14 thì thực sự là rẻ. 13.500 ghép cặp loa này khá là ok. Nếu như các bác nghe cái nhạc nhẹ thì nhạc vàng vàng không phải. Đường về cành dâu âm thanh rất là đêm ngõ sâu như không tuyệt vời màu qua phên vênh có ba mái đầu hát thư vàng anh điện câu đường dài không bóng sao nghe tiếng ơi rung mơ màng mưa rơi rơi xóa lối đi mòn có nỗi lòng vương chờ mong chia tay ai đâu sông vắng im lìm ai du lên tia mắt ngàn câu êm đềm mong sao cho duyên nghèo mai nắng dịu đẹp kiếp sông thêm màn đêm tịch liêu nghe ai thoáng du công mến chiều và
mọi nhu cầu mua sắm thì các bác hãy alo trực tiếp cho em. Số máy là 098 358 6968. Sau là Trần có địa chỉ tại phố Minh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội thưa các bác. Đồng châm ly Marzahn PM4 Esotech là 13.500.000 và chiếc đầu đọc đờ lông là 6.300.000 đồng. Mọi nhu cầu các bác có thể alo trực tiếp cho em qua số điện thoại trên màn hình nhỏ. Sau là Trần có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em giao hàng toàn quốc, giá sản phẩm không bao gồm phí ship thưa các bác.